Ok. Đó. Thì trong cái phần trình bày, trong cái series của video vừa rồi thì mình đã hướng dẫn mọi người là cách tạo lỗ rồi, những cái lỗ nào cần làm việc, những cái lỗ nào không. Rồi, thì bây giờ mình sẽ tới cái phần khoan ha. Thì ở đây á, cái phần khoan này nè, bước vào lệnh drill á, thì ở đây mình có hai cái nhóm. Một là những cái lỗ nhỏ mình khoan một phát ăn luôn, lỗ ren, lấy đúng đường kính theo tiêu chuẩn ren khoan chuẩn, lỗ thoát lấy đúng đường kính danh nghĩa của nó hoàn thoát, không thành vấn đề gì cả. Rồi rồi bây giờ tới lỗ chính xác thì thường mình sẽ bóp nhỏ đường kính xuống và mình khoan. Ví dụ như mình trên cái lít lỗ này nè, rồi đúng đến một mình sẽ lấy đó, mình biết tính chất của nó. Ví dụ như ở đây ha, mình thấy là cái phần màu cam này là ren này, phần màu vàng này là lỗ thoát này. Ở đây nó không cần có lỗ chính xác, lỗ chính xác duy nhất là phần màu xanh. Thì phần màu xanh này chút xíu nữa mình sẽ dùng cái phần tên ghép hoặc là mình dùng cái lệnh cơ để mình chạy cho nó có và lệnh bù giao để mọi người, nên ở đây mình không xử lý mà mình chỉ phân loại ra là ok, bây giờ lỗ không chính xác nó có loại to loại nhỏ thì mình sẽ xử lý như thế nào. Tất nhiên lỗ to quá thì mình không thể lấy cái khoan cho bá ra mình khoan được, nó vừa nặng mà nó vừa không hiệu quả. Trên máy CNC trục chính nó phải chịu tải rất là nặng, nên đó, nếu với các lỗ nhỏ ha, sẽ khoan hết một cái dàn lỗ 8 trước. Ok, xui một cái là cái lỗ 8 với lại cái lỗ này nó lại trùng màu vàng select nên không sao hết. Rồi mình chọn qua dao, mình xài mũi khoan 8 luôn. Và ở đây cái hòn tớp này, mình luôn luôn mình khuyên mọi người nên hạn chế sử dụng cái hòn tớp, mà cách tốt nhất đối với các chi tiết này mình sử dụng block. Tại sao? Sẽ có những cái lỗ mà cái hòn tớp nó nằm dưới này, mọi người thấy lỗ bật này, mà cái việc định nghĩa sai hòn tớp này, nó rất là tai hại nha, nó sẽ gãy mũi khoan. Mọi người với cái chi tiết mà dạng có phẳng này sử dụng hòn tớp đập block hết. Rồi về cái độ sâu á, thì ở đây cái lỗ 8 này là lỗ suốt nên á, mình sẽ chọn là full hòn mình khoan xuyên qua luôn. Nhưng mà ở đây mình không nên thu hoạch và mình khoan chỉ vừa lố qua thôi, tại vì ở đây nếu mình khoan lủng nhiều quá tới một lúc mà mình lật lại mình phát hô thì lên xuống thì cái phôi này nó dụng dữ lắm, nó sẽ bể mẻ vào. Mình chỉ khoan vừa đủ lủng thôi. Ở đây nếu mình khoan thu hoạch thì là 126 đúng không, nên chứ biết 126 rồi mình sẽ để nó 120 130 luôn để cho nó qua khỏi cái phần côn của cái lỗ mình, và mình dư 3 ly ra để khi mình chạy xuống nó vẫn ok. Rồi star ở đây mình để là 2 và cái không, bây giờ mình chọn là deep drill chứ không còn là khi mình deep drill sẽ hỏi test phép. Ở đây mình sẽ để là 3 ly bấm tích. Ok, mọi thấy này, cái thứ tự nó rất là dễ kiểm soát. Bây giờ mình làm thêm một tool bát nữa cho cái dàn lỗ 6 đi. Đầu tiên mọi nhớ bỏ chọn chứ nếu không nó sẽ chọn ha, chọn lỗ 6 quăng quạch. Ở đây lỗ 6 khá nhiều nha, bấm select, bấm flow. Rồi sau đó mình chọn dao 6. Ồ, bây giờ nếu mình lấy con dao 8 mình khoan thì sao? Nó vẫn khoan nhưng mà ngoài đây bỏ đỏ phạm nè, nên mọi người chú ý mình sẽ chọn mũi khoan cho nó chuẩn một tí. Rồi sau đó mình khoan ok ha. Thì cái thứ tự khoan này nè mình có thể quản lý trong cái phần order này. Ở đây nó sẽ là mặc định nó xuống luôn là đi con đường ngắn nhất, nhưng mà nếu mình muốn sắp xếp theo cái dạng chính xác này cũng được luôn. Đi theo từng phương này là phương ngang xéo đó, mình sẽ bấm thử cho mọi người để mọi người có một cái hình dung. Thì tất nhiên là cái mình vẫn thấy cách tốt nhất là cái cách này nó chọn con đường nhất tiện, nó khoan cái lỗ đầu tiên xong nó sẽ dòm coi cái lỗ nào gần nhất nó sẽ đi qua tiếp ở đó, rồi từ cái lỗ đó con đường nào là gần nhất nó sẽ đi qua tiếp. Còn nếu mọi người muốn quản lý theo cái phương ít ấy, thì chỉ việc là chọn lại theo phương ít thôi. Ở đây mình chọn đúng cái phương thôi. Ok, nó sẽ khoan này và cái hệ tọa độ mình ra nó sẽ khá là êm. Rồi cái đó là tùy mọi chọn đúng như giao sản nó sẽ không còn phạm nữa. Ở đây đỏ là tại sao? Mũi 8
chấm ba. Khoan tới mình cán rồi. Như con hành đẹp đi. 122 nè. Khoan. Ok, mình khoan tới đúng cái độ sâu này thôi. Và mình nghĩ là mình 122 thì mình có thể cho nó lố qua 3 ly. Ở đây nè, mình chỉ cần nhập cái phần no trừ 3 theo phương Z, nó sẽ khoan lố qua một miếng cho mình. Đó, ok ha.